Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một món chè vô cùng lạ miệng thơm ngon luôn. Đó là chè chuối sợi nước cốt dừa. Khi mà nhà mình có chuối chín đó, mình ăn không hết đó, thì mình làm cái món chè này nè, ăn dẻo béo ngon vô cùng luôn và không có ngán nữa. Và mình có thể để qua ngày hôm sau, chè của mình vẫn còn mềm, dai, ngon. Và cách nấu thì cũng rất là đơn giản luôn. Trong những ngày trời nắng nóng nè, mình nấu món chè này ra, mình ăn với đá lạnh lạnh á, thì thơm ngon vô cùng luôn á. Thì gia đình mình chưa có làm thử cái món chè này ăn ha, thì hôm nay mình hãy làm thử một lần đi. Mình ăn sẽ cảm thấy nó ngon và dẻo béo vô cùng luôn á. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị là 300g bột năng, còn gọi là một lọc á. Và chuối khi mình lột vỏ gọi là 300g. Khi mà mình mua loại cái chuối sim đen như thế này nè, và chín mùi á, thì mình ăn nó sẽ không có vị chua. Còn nếu các bạn ăn chuối sim mà loại sim thường á, thì nó sẽ bị hơi có cái gì chua ha. Và mình lột vỏ sạch sẽ như thế này nè. 100g bột phai. Bột phai thì mình cũng đã ngâm trong 2 giờ đồng hồ. 50g bột bán, mình cũng đã ngâm trong 2 giờ đồng hồ rồi. Đường thì mình sẽ dùng là 250g đường cát. Nước cốt dừa đậm đặc mình sẽ dùng là 250ml nước cốt dừa đậm đặc nha. Mình mua là 300g cơm dừa đó, mình vắt ra là 250ml. Một muỗng cà phê muối, 1/2 lưng muỗng cà phê bột nghệ. Các bạn có thể không dùng bột nghệ, nhưng mà mình dùng bột nghệ thì cái sợi chè của mình nó sẽ lên màu vàng đẹp hơn. Một ống vani, nếu mà gia đình mình không có thích cái mùi của vani thì mình không để cũng không sao. Bột phai này thì nó hơi dài, nếu mà mình thấy dài quá thì mình sẽ cắt ngắn lại để cho khi mà mình ăn sẽ dễ ăn hơn. Còn nếu các bạn không thích cắt ngắn thì mình để dài cũng vẫn được, không sao ha. Thì lần lượt mình sẽ cắt hết những cái phần, những cái sợi bột phai này đi. Mình ngâm trong 2 giờ đồng hồ, nó sẽ mềm như thế này nè. Khi mà mình nấu nó sẽ mau hơn. Và đây là phần bột phai mà mình đã cắt xong ha. Thì mình chuẩn bị một cái máy để mà mình xay cái phần chuối này nè. Nếu mà nhà mình không có đồ xay á, thì mình sẽ sắt nhỏ nhỏ ra đó. Cái mình dùng cái muỗng mình nghiền cho nó thật là nhuyễn á, mịn ra cũng được nữa nha. Còn nếu mà nhà mình có máy xay thì mình cho vào máy mình xay như thế này nó sẽ dễ hơn. Mình lấy nắp mình đậy lại để mà mình xay ha. Và đây là phần chuối á, mình xay nó vừa xong nè, rất là mịn luôn. Thì mình chuẩn bị một cái thau, mình cho bột vào để mình trộn bột với cái phần chuối mình mới xay lúc nãy đó. Mình cho hết cái phần bột này vào luôn, chuối xay nhuyễn mình cho vào luôn, thơm vô cùng luôn á. Khi mà mình cho vào rồi ha, cái mình lấy cái sạn đó mình trộn cho nó đều với bột với chuối trước đi. Khi mình trộn cho nó đều như thế này xong rồi nè, thì mình hãy dùng tay mình bóp nhuyễn ha. Mình cho thêm là nửa muỗng cà phê muối và bột nghệ đó, bột nghệ mình cho vào một muỗng canh nước lọc á, cái mình quậy cho tan, nó tan hết cái phần bột nghệ này nè. Mình đánh cho tan hết đi, cái mình chế vào trong cái thau bột. Mình làm như vậy thì cái sợi chè chuối của mình nó sẽ lên cái màu vàng đẹp hơn. Và tiếp tục mình nhồi ha. Các bạn nhồi cho tới khi nào mình thấy bột mình nó thật là mềm mịn thôi ha. Mình dùng cái tay, cái chỏ tay đó, cái mình đè xuống mình nhồi. Cái phần bột với chuối này nè thì nó đủ liều lượng rồi, cho nên là mình không cần để cho nước vào thêm đâu. Và đây là phần bột mình nhồi xong nè, nó rất là mềm mịn luôn. Mình để trong vòng 10 phút cho bột nở đi, rồi mình hạ xe thành những cái sợi như sợi bánh canh của mình vậy đó. Mình ngắt một miếng bột nhỏ thôi, cái mình xe tròn lại. Các bạn dùng cái lòng bàn tay này nè, cái mình xe cho nó dài dài thành những sợi sợi như thế này nè. Và lần lượt mình xe tới khi nào hết phần bột này thôi. Thì tùy theo ý thích các bạn nha, mình muốn cái sợi nó to thì mình lấy cái phần bột nó hơi lớn một tí. Còn muốn cái sợi nhỏ cái mình lấy cái phần bột nó nhỏ một tí. Thì mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Và mình nấu, mình mở lửa nó vừa lên tim như thế này nè. Cái mình mở lửa nhỏ thôi, đừng mở lửa lớn quá. Và lần lượt mình xe những cái phần bột này mình thả vào trong nồi á, để mình nấu. Thì cái này mình chia làm hai lần ha.
khi mà mình xe được một phần như thế này nè, cái mình lấy muỗng á, mình đưa vào cái mình quậy 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 như thế này nè, để cho nó đừng có dính với nhau á, mình luộc cái sợi chè của mình nó sẽ ngon hơn. Và khi mình đã xe sợi những cái sợi này xong, cái mình mở lửa nó trung bình thôi, cho sôi lên á, khi mà những cái sợi chè này nè nó nổi lên á là các bạn vớt ra được rồi ha. Nhìn rất là đẹp luôn, cái màu vàng đẹp và thơm vô cùng luôn á. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh ít ít như thế này thôi để mà mình ngâm sơ qua đó. Chứ nếu như mà mình để ráo quá thì nó sẽ dính với nhau á, khi mình nấu sợi chè mình nó sẽ không có được đẹp. Nhìn rất là trong trẻo và ngon vô cùng luôn á. Và đây là cái phần mà bột mà mình luộc được hai lần rồi đó, thì mình vớt ra ngoài thau như thế này. Thì mình sẽ chuẩn bị thêm một cái nồi mới nữa ha. Mình cho vào nồi là 600ml nước lọc. Và mình cho đường vào luôn. Mình cho muối vào. Thì mình lấy giá, mình quậy cho nó tan đường đi. Để khi mà mình nấu nó không có bị dính đáy nồi, nó không có bị khét. Và mình mở lửa trung bình thôi. Thì khi quậy tan đường rồi đó, mình cho bột pha vào. Khi mình cho bột pha vào mà nước nó vừa sôi lên đó, cái mình cho những cái sợi chè chuối này vào luôn. Và mình cho bột bán vào luôn. Mình nấu mình mở lửa trung bình thôi. Cho nó sôi lên như thế này nè, mình độ khoảng chừng 5 phút ha. Để cho bột phai với bột bán của mình nó chín á và sợi chuối nó thấm đường. Các bạn nêm nếm lại giùm mình nha, nếu mà có thiếu đường thì các bạn cho thêm ha. Tại vì mọi người mọi khẩu vị khác nhau. Với lại bột chuối của mình nó có cái vị ngọt rồi cho nên là mình để đường không có được nhiều. Thì sôi lên được 5 phút rồi mình sẽ cho nước cốt dừa vào luôn. Và mình cho nước cốt dừa vào á, thì nước nó vừa sôi lên thì mình sẽ tắt bếp nha. Mình để lâu quá thì cái nồi chè mình nó ăn sẽ không có nghe một cái mùi thơm của nước cốt dừa nữa. Thì vừa sôi lên rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình cho cái ống vani vào luôn. Và khi mình cho ống vani vào rồi thì mình sẽ quậy đều tay một lần nữa để cho cái hương vị của nó thấm đều á. Thì cái nồi chè mình nó sẽ thơm ngon vô cùng luôn á. Quá trời cái màu đẹp luôn nè. Và cái nước cốt dừa nhìn dẻo béo vô cùng luôn á. Để mình múc gato cho các bạn nhìn xem và thưởng thức nha. Thơm vô cùng luôn. Vậy là mình lại có thêm một món chè mới lạ nữa. Đó là chè chuối sợi ha. Để mình múc ra chén cho các bạn xem nè. Cái màu vàng óng ánh của chuối nè. Và những cái sợi bột phai. Và những cái viên bột bán nhìn nó đẹp vô cùng luôn á. Vậy là món chè chuối sợi nước cốt dừa của mình làm cũng đã hoàn thành rồi. Nếu yêu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.